Tin Thế Giới sáng ngày 7 tháng 3 Quân Nga chiếm đóng Kherson bị người dân biểu tình phản đối Nga tuyên bố thực hiện các đòn không kích chính xác vào các doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine Ông Putin nêu điều Ukraine cần làm để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự Washington Post, Mỹ lên kế hoạch cho chính phủ lưu vong, chiến tranh du kích ở Ukraine Dân chúng không phải chó hoang, ông Putin tiết lộ mục đích đưa quân đến Ukraine U Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin thế giới sáng ngày 7 tháng 3 của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, Quân đội Nga đã tiến vào thành phố Cảng Kherson ở miền nam Ukraine vào ngày mùng 3 và rất đông người dân địa phương đã xuống đường biểu tình vào ngày mùng 5. Đoạn video đăng trên Twitter cho thấy, tại một quảng trường rất đông người dân cầm cờ Ukraine và hô khẩu hiệu phản đối sự xâm lược của Nga. Người dân tiếp tục tụ tập quanh quảng trường một thời gian sau đó. Cư dân mạng đăng tải đoạn video cho biết, việc quân đội Nga có mặt trong thành phố không có nghĩa là thành phố đã bị chiếm đóng. Phóng viên tờ The Economist về Ukraine Richard Enser cũng chia sẻ đoạn video trên Twitter nói rằng Nên nhớ rằng Kherson nằm ở khu vực nói tiếng Nga ở miền nam Ukraine. Việc quân đội Nga chuyên đóng đáng nhẽ được cho là phải nhận được phản ứng thân thiện hơn. Theo báo cáo của tờ The Guardian của Anh, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình. Khi những người biểu tình xuống đường, một số người đàn ông có vũ trang đã bắn vào không trung để giải tán đám đông. Truyền thông địa phương cho biết, The Guardian cho biết, Kherson với tư cách là một cảng ở Biển Đen đã trở thành mục tiêu chính đầu tiên sẽ bị nằm dưới sự kiểm soát thực tế của quân đội Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, theo Reuters, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chỉ ra với giới truyền thông vào ngày thứ Ba theo giờ địa phương rằng, cuộc giao tranh ở Kherson vẫn đang diễn ra và còn quá sớm để nói rằng nó đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cũng thừa nhận rằng tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Suy nghĩ của quân đội Nga có lẽ sẽ là tiến quân về phía Nikolaev để dành cho đứng ở phía đông bắc của Odessa. Trên thực tế, họ muốn tiến tới Odessa không chỉ bằng đường biển mà còn cả bằng đường bộ. Nếu Moscow có ý định lật đổ chính phủ Ukraine và xây dựng một chế độ bù nhìn, 45 triệu người Ukraine sẽ chống lại điều đó. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào ngày 4. Theo Reuters, Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba vào ngày mùng 7. Nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng các cuộc thảo luận về việc chấm dứt các hành động thù địch sẽ tiếp tục, nhưng không đưa ra thêm chi tiết. Theo quý vị, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 6 tháng 3 cho biết, quân đội Nga sẽ thực hiện các cuộc không kích chính xác nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng và quân sự của Ukraine. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời ông Konashenkov cho biết, là một phần của việc thực hiện phi quân sự hóa Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga sẽ nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Ông nói, để tránh rủi ro về tính mạng của nhân viên các doanh nghiệp có liên quan, chúng tôi đã cảnh báo trước khi đánh vào các cơ sở như vậy và yêu cầu nhân viên của các doanh nghiệp này rời đi càng sớm càng tốt. Ông Konashenkov cho biết, Ukraine đang sử dụng các doanh nghiệp này để sửa chữa các thiết bị khí tài quân sự bị hư hỏng cho các cuộc không kích của Nga để có thể đưa nó vào chiến đấu trở lại. Ông Putin nêu điều Ukraine cần làm để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự. Thưa quý vị, hôm 6 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Nga Putin kèm theo đề nghị về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin dẫn lời ông Putin cho biết, cuộc chiến của Nga chỉ có thể dừng lại nếu Ukraine ngừng chiến đấu và những yêu cầu an ninh của Nga được đáp ứng. Ông Putin nhấn mạnh, nếu Ukraine không chấp nhận các điều kiện, cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự của Nga sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Tổng thống Nga cũng lưu ý các nhà đàm phán Ukraine nên có cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn trong các cuộc gặp và tính toán dựa trên tình hình thực tế. Ibrahim Kalin, phân ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nội dung chính của điện đàm là các đề xuất hòa bình cho Ukraine của ông Erdogan với Tổng thống Nga Putin. Theo Ankara, ông Erdogan, người được cho là có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga, đã thúc giục ông Putin ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine, xây dựng các hành lang nhân đạo và đi đến ký kết một hiệp ước hòa bình. Hôm 6 tháng 3, Nga-Ukraine lần thứ hai mở hành lang nhân đạo ở thành phố Mariupol của Ukraine để người dân sơ tán, nhưng kết quả không như mong đợi. Cả Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến người dân không thể di chuyển khỏi thành phố. Trong cuộc điện đàm hôm 6 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với ông Putin rằng, ông sẽ tiếp tục liên lạc với Ukraine và các nước liên quan để tìm kiếm hòa bình. Tổng thống Erdogan kêu gọi Nga cùng nhau mở đường cho hòa bình, một lệnh ngừng bắn không chỉ xoa dịu lo ngại về thảm họa nhân đạo mà còn tạo cơ hội cho một giải pháp hòa bình, văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ thông báo. Trong khi tổng thống thổ nhĩ kỳ Erdogan nỗ lực thuyết phục ông Putin, Liên hợp quốc cho biết trong vòng 11 ngày, hơn 1,5 triệu người đã vượt biên khỏi Ukraine do lo sợ giao tranh. Đây là cuộc khủng hoảng người tị nạn với tốc độ nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Filippo Grandi, quan chức Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nói với CNN. Cùng ngày 6 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tấn công hơn 2.200 mục tiêu quân sự ở Ukraine, phá hủy hàng trăm vũ khí khí tài. Theo quý vị, tờ Washington Post đưa tin Mỹ và các đồng minh đang âm thầm lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp chiến dịch của Nga thành công, buộc chính phủ Ukraine đương nhiệm phải lưu vong. Theo Washington Post, viễn cảnh quân đội Nga tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine đã buộc Bộ Ngoại giao Mỹ phải gấp rút xây dựng hàng loạt kế hoạch. Chúng tôi đang lập kế hoạch dự phòng cho mọi khả năng, một quan chức chính quyền Mỹ nói với Washington Post. Đồng thời cho biết thêm rằng, có một kịch bản mà trong đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thành lập chính phủ lưu vong ở Ba Lan. Tờ báo này cho biết, Washington đang hy vọng những vũ khí mà Mỹ và các đồng minh chuyển đến Ukraine sẽ được sử dụng trong cuộc nổi dậy của lực lượng địa phương. Khi đó, Tổng thống Zelensky sẽ đóng vai trò nòng cốt tập hợp những người Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại Nga, theo Washington Post. Hôm 4 tháng 3, NBC News đưa tin một nhóm nghị sĩ bảo thủ tại Hạ viện Mỹ đã gặp Robert O'Brien, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó ông O'Brien đã kêu gọi nhóm nghị sĩ ủng hộ chính phủ của Tổng thống Zelensky bất kể họ ở đâu. "Chúng ta nên công nhận họ là một chính phủ lưu vong ở Warsaw của Ba Lan, hoặc ở London của Anh. Và khi ấy chúng ta nên gọi Ukraine là quốc gia bị chiếm đóng." Ông O'Brien nói với NBC News sau cuộc họp. Các nghị sĩ Mỹ tin rằng việc ông Zelensky tiếp tục ở lại Ukraine sẽ mang lại nhiều lợi thế, bao gồm lợi thế chính trị, lợi thế hình ảnh và lợi thế về tinh thần. Nhưng những lợi thế này sẽ mất đi nếu tính mạng của ông gặp nguy hiểm, NBC News cho biết. Một phần khác của kế hoạch là hỗ trợ cái mà Mỹ gọi là một cuộc nổi dậy, ủng hộ độc lập trong tương lai, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Raja Krishnamoorthy, thành viên ủy ban tình báo hạ viện, nói với NBC News hôm thứ Sáu rằng. Chúng tôi phải bảo đảm rằng họ được trang bị cũng như được hỗ trợ thông tin tình báo để chống lại Nga. Nghị sĩ Chris Morton, một cựu quân nhân từng tham chiến tại Iraq và đã thăm Ukraine tháng 12 năm ngoái, ủng hộ việc cung cấp vũ khí nhỏ, đạn dược và chất nổ cho người Ukraine để trang bị cho các cuộc chiến đấu du kích. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về các kế hoạch được cho là nhằm hỗ trợ một cuộc nổi dậy tiềm tàng ở Ukraine. Theo Washington Post, các quan chức Mỹ và NATO đang cảnh giác với việc công khai ủng hộ những ý tưởng như vậy vì sợ bị lôi kéo vào cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow. Hôm 5 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã so sánh lệnh trừng phạt nặng nề mà các quốc gia phương Tây áp đặt lên Nga như một lời tuyên chiến. Dân chúng không phải chó hoang, ông Putin tiết lộ mục đích đưa quân đến Ukraine. Thưa quý vị, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với tiếp viên của hãng hàng không Aeroflot vào ngày 5 tháng 5, các nữ tiếp viên này đã đặt câu hỏi tại sao ông lại muốn gây chiến với Ukraine. Ông Putin đã nói rằng dân chúng không phải chó hoang, nghĩa là quân Nga được cử đến để bảo vệ các nhóm dân tộc thân Nga ở Ukraine. Không giống như khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức Nga khác, ông Putin không hề giữ khoảng cách rất xa ở hai đầu bàn dài khi gặp các nữ tiếp viên của hãng hàng không Aeroflot, mà lần này ông đã ngồi cùng bàn rất thân mật để hội đàm các nữ tiếp viên hàng không cho biết họ đều đồng tình với việc ông putin xâm lược ukraine nhưng không hiểu tại sao nga lại cần làm vậy ông putin trả lời nghe có vẻ không ổn nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải nói điều này và bạn cũng đã phát hiện ra rằng ở mọi vùng miền đều có những trường hợp chó hoang tấn công người dân những tình huống làm tổn thương con người hoặc thậm chí giết người sau đó nó trở thành một vấn đề và chúng ta sẽ thấy những con vật này bị xóa sổ bị giết bị bắn nhưng những người dân Donbass không phải chó hoang đã có 13.000 đến 14.000 người bị giết. Ý ông Putin là điều này cho thấy Nga phải ra tay để bảo vệ nhóm dân tộc thân Nga ở Ukraine. Ông Putin cũng nói về mối đe dọa tiềm tàng của vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ông nói rằng các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng họ không thừa nhận điều đó mà chỉ nói rằng Ukraine đã tự làm điều đó. Một khi việc triển khai các vũ khí hạt nhân này được hoàn thiện, số phận của Nga lúc đó sẽ hoàn toàn khác kẻ thù của đất nước chúng ta sẽ không cần ICBM nữa vì chúng đã chĩa vũ khí vào chúng ta và làm sao chúng ta có thể bỏ qua tình huống này. Ông Putin cũng cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng nếu Ukraine tiếp tục làm những gì họ đang làm và tiếp tục chống lại sự xâm lược của Nga, nước này sẽ mất khả năng quy chế nhà nước độc lập. Thưa quý vị, theo một số nhà phân tích, Ukraine đã làm tốt hơn trong cuộc chiến thông tin trực tuyến với Nga. Sau buổi gặp gỡ các nữ tiếp viên hàng không Aeroflot, đoạn video do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố có những sơ hở như bàn tay của ông luồn qua micro cho thấy hình ảnh có vẻ không chân thực. Tổng thống Ukraine sau đó đã dùng tay đẩy micro, có vẻ như ngu ý rằng video của ông là thật. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Nga, vào ngày 5 tháng 3, ông Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện các phi công và tiếp viên tại Trung tâm Đào tạo Hàng không Aeroflot để chúc mừng phụ nữ trên cả nước nhân ngày phụ nữ. Video của phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy ông Putin ngồi cùng bàn với một nhóm tiếp viên hàng không, giải thích cho họ lý do tấn công Ukraine. Trước đây, khi các nhà lãnh đạo nước ngoài và các quan chức cấp dưới, ông Putin luôn duy trì khoảng cách xã giao và nói chuyện qua một chiếc bàn dài vài mét. Những bức ảnh liên quan đã được lan truyền trên Internet và cư dân mạng chế giễu ông là người cô đơn. Lần này ông Putin bất ngờ có những hành động thân thiết với các tiếp viên hàng không, làm dấy lên nghi vấn. Tại sao đột nhiên không sợ lây nhiễm dịch bệnh nữa vậy? Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra cách giải thích hợp lý hơn. Cư dân mạng phát hiện ra rằng, hình ảnh của ông Putin và những người khác trong video truyền thông chính thức có danh giới rõ ràng với hình nền. Và rõ với phong nền, hình ảnh của Putin rõ ràng là quá sáng. Ngoài ra, mặc dù mắt của các tiếp viên hàng không nhìn về hướng của Putin, nhưng mắt của họ dường như không tập trung chính xác vào ông. Đoạn video do thời báo hoàn cầu công bố cho thấy hình ảnh của ông Putin có màu trắng và mờ và được phân chia danh giới rõ ràng so với hình nền kẽ hở rõ ràng hơn là khi ông Putin phát biểu, cái vẫy tay của ông đã có lúc bắt chéo từ phía sau micro ra phía trước, chắn ngang phần giữa của micro. Chính vì vậy, dư luận đặt ra nghi vấn gay gắt rằng những đoạn phim này được quay riêng trong một trường quay ảo, sau đó được tổng hợp lại bằng kỹ thuật. Trên mạng xã hội, một số cư dân mạng đã ghép ảnh cận cảnh bàn tay ông Putin xuyên qua micro và một đoạn video với cảnh tay Tổng thống Ukraine Zelensky đẩy micro và chỉ ra rằng ông Zelensky rõ ràng đã dùng hành động này để chế nhạo ông Putin vì không dám để lộ mặt trước đám đông nên đã phải làm những video giả để đánh lừa dư luận. Trong video, ông Zelensky đẩy chiếc micro đang hướng về phía mình sang một bên, rõ ràng không phải điều chỉnh micro. Cuộc chiến thông tin của Ukraine tốt hơn Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan trích dẫn phân tích của Baptiste Roberts, người sáng lập công ty chống thông tin sai lệch của Pháp, Puridikta cho rằng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Nga-Ukraine, rõ ràng người Ukraine đã dẫn trước trong chiến tranh thông tin. Báo cáo cho biết chính phủ Ukraine đã phát động một cuộc tấn công toàn diện trên trang mạng xã hội để giành được những người ủng hộ ông zelensky xuất bản một video hàng ngày về cuộc nói chuyện của mình với phụ đề tiếng anh được lan truyền mạnh mẽ trong khi các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao đã minh họa cho sự kháng cự của quân đội ukraine đồng thời các đoạn video quay cảnh người ukraine phản công thành công cũng được lan truyền rộng rãi bao gồm tên lửa ukraine bắn hạ trực thăng nga cảnh nông dân ukraine chiếm vũ khí và thiết bị của nga bằng máy kéo đoạn video người ukraine khóc trong đống đổ nát cũng khiến người dân thế giới lo lắng Ông Robert nói rằng, hầu hết các video ủng hộ Ukraine lan truyền trên Twitter là đúng sự thật, nhưng một số người đã cáo buộc một số video là phóng đại. Thưa quý vị, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, ông Joseph Borrell gần đây tuyên bố rằng Trung Quốc phải là bên hòa giải trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nhiều người đã cảm thấy khó hiểu trước thông điệp này. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ báo Tây Ban Nha El Mundo vào ngày 4 tháng 3, ông Joseph Borrell nói rằng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cả châu Âu và Mỹ đều không thể đứng ra làm trung gian hòa giải và Trung Quốc phải đóng một vai trò nào đó. Andris Fula, một học giả tại Đại học Nottingham, Vương quốc Anh viết hôm 6 tháng 3 rằng, Ông borel vẫn chưa hiểu nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin được ta cùng một khuôn. Ông Fula giải thích rằng Tập Cận Bình và Putin ra tuyên bố chung vào ngày 4 tháng 2, chỉ ra rằng Trung Quốc và Nga phản đối sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và cả hai đều phản đối tự do và dân chủ. Và bà Thelesa Fallon, giám đốc trung tâm nghiên cứu Nga, châu Âu và châu Á của Viện Nghiên cứu European, cũng đặt câu hỏi về tuyên bố của ông Borrell. Tại sao, tại sao và tại sao EU luôn tiến một bước và lùi năm bước? Bà Fallon cho rằng, ông Borrell kỳ cục khi nói rằng châu Âu không thể làm trung gian cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và Trung Quốc phải đóng một vai trò nào đó. Vào ngày 4 tháng 2 năm nay, ông Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Putin hội đàm tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài trước khi khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và đưa ra một tuyên bố hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, ứng phó hiệu quả với sự can thiệp từ bên ngoài và các mối đe dọa an ninh khu vực, duy trì ổn định chiến lược quốc tế. Ba tuần sau, Nga xâm lược Ukraine làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn cầu. Ông Putin nói rằng Trung Quốc và Nga có sự nhất trí cao trong các vấn đề quốc tế lớn, Nga và Trung Quốc kiên quyết ủng hộ lẫn nhau trong cái mà gọi là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gọi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào thứ Bảy ngày 5 tháng 3, nói rằng cộng đồng quốc tế đang chú ý đến phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc chiến Nga-Ukraine. Hơn nữa, cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến việc quốc gia nào ủng hộ các lý tưởng dân chủ và tự do. Theo Fox News, ông Blinken đã gọi điện với Vương Nghị để thảo luận với Trung Quốc về cuộc chiến tranh do Nga phát động. Trong một tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price đưa ra, có đoạn, Bộ trưởng lưu ý rằng, Thế giới lo ngại về việc quốc gia nào sẽ tuân theo các nguyên tắc cơ bản về tự do và chủ quyền, và ông nhấn mạnh rằng thế giới đang cố gắng bác bỏ và đối phó với hành động gây hấn của Nga. Chúng tôi đang phối hợp hành động để bảo đảm rằng Nga phải trả giá đắt cho hành động của mình. Mặc dù Trung Quốc luôn tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng cho đến nay, nước này vẫn chưa chính thức lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga. Hơn nữa, giống như Nga, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng không chịu thừa nhận rằng Nga đang xâm lược hay gây chiến với Ukraine mà chỉ gọi đây là một hoạt động quân sự đặc biệt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng như Nga tuyên bố rằng NATO và Hoa Kỳ buộc Nga phải hành động chiến tranh, gọi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và sự lãnh đạo của các nước phương Tây là một hành động ép buộc bất hợp pháp. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư ngày 2 tháng 3 đã lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga và yêu cầu rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine. Trong cuộc bỏ phiếu, chỉ có 35 trong số 181 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc, quốc gia là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế luôn nghi ngờ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có tham vọng đối với Đài Loan giống như ông Putin có đối với Ukraine. Nhà bình luận người Australia Jamie Sherrill hôm 5 tháng 3 nhận định về hiện trạng của chiến tranh Nga-Ukraine, rằng thất bại tạm thời của Putin ở Ukraine là đòn giáng mạnh vào giấc mơ thôn tính Đài Loan của ông Tập Cận Bình. Ông viết, Putin lẽ ra muốn chiến thắng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, sau đó chứng kiến nền dân chủ sụp đổ và qua thất bại của Ukraine làm mất uy tín của Mỹ trong cộng đồng quốc tế. Đó cũng là giấc mơ của Tập Cận Bình. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Nga với Ukraine đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại và Putin đã bị cộng đồng quốc tế ép vào trần tường thông qua các lệnh trừng phạt, đây không phải là tin tốt cho kế hoạch xâm lược Đài Loan của Tập Cận Bình. Charles Beckland, giáo sư an ninh quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc, tin rằng thất bại của Putin trong cuộc chiến Ukraine và hiện trạng bị cộng đồng quốc tế dồn ép sẽ khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải suy nghĩ kỹ về tham vọng Đài Loan của mình. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hy vọng rằng điều này sẽ diễn ra tốt đẹp đối với Nga. Sự quyết tâm rõ ràng của cộng đồng quốc tế cũng đi ngược lại mong muốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà phân tích David Eagle của Viện Chính sách Chiến lược Úc cũng đồng ý với quan điểm này. Ông nói: Không nghi ngờ gì về việc Tập cận bình đang chú ý đến sự phát triển của tình hình Ukraine và phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc chiến ở Ukraine. Ông cho rằng ông Tập có thể đang bị sốc trước sự thống nhất của châu Âu do các nước châu Âu tập hợp đứng sau Ukraine, áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine với quy mô không thể tưởng tượng. Ông nói. Khi ông Tập Cận Bình nhìn thấy xe tăng và máy bay trực thăng của Nga bị phá hủy và video về cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Ukraine chống lại cuộc xâm lược, ông ấy có thể đã bí mật tính toán chi phí cho việc xâm lược Đài Loan. Ryan Haas, một nhà phân tích chính sách quan hệ đối ngoại ở Brooklyn, nói rằng ông Tập rất quan tâm đến hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế. Tập Cận Bình nói tại một hội nghị năm ngoái rằng, ông hy vọng sẽ tạo ra một hình ảnh mới mẻ và thân thiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế, vì vậy, Tập Cận Bình sẽ rất nhạy cảm với cộng đồng quốc tế về mối quan hệ giữa chính quyền Trung Quốc và tội ác chiến tranh của Nga. Điều này sẽ ảnh hưởng hình ảnh quốc tế của chính quyền Trung Quốc. Và bây giờ, nếu chính quyền Trung Quốc duy trì quan hệ đồng minh với Nga và khiến cộng đồng quốc tế liên kết Đảng Cộng sản Trung Quốc với tội ác chiến tranh của Nga, thì thiệt hại đối với hình ảnh quốc tế của chính quyền Trung Quốc sẽ lớn hơn nhiều so với lợi ích. Thưa quý vị, mục tin Thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Decaner News. quý vị cũng có thể theo dõi kênh Decaner News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.